lội ra nha mọi người. Mình đã chuẩn bị những thứ như sau. Đây là đu đủ nha anh em ơi, thằng Tứ đang cầm một quả đu đủ nha. Rất là to luôn. Và đây một quả chanh nha. Và bốn quả ớt. Và ba quả tỏi nha. Tỏi nha anh em. Rồi mình sẽ đi rửa quả đu đủ nha. Thi đang rửa nha anh em ơi, đang rửa quả này nha. Mình bứt rơi xuống đất anh em ơi, nó dính đất. Đang rửa nha anh em ơi. Thi đang cắt nha anh em ơi. Thi đang lạo nha anh em ơi. Lạo quá. Siêu cay nha anh em ơi. Anh em nào mà có cái tên nào hay hay đặt cho kênh của mình thì anh em nhớ comment bên dưới nha. Để bọn mình thay đổi cái tên kênh nha anh em ơi. Tên kênh này nó giống tên kênh của cái anh Virus nha anh em ơi. Anh em lại vào chỗ chết. Nhớ comment bên dưới ấy, xem có cái tên nào hay hay để bọn mình thay đổi nha. Lạo sắp xong rồi nha anh em. Thi xong rồi nha anh em ơi. Nó bây giờ sẽ bổ nha. Đừng, bổ dọc ạ. Bổ dọc như này này. Thế. Ui, to quá. Nặng quá các bạn ơi. Mất tay đang bổ nha anh em ơi. Anh em nhớ like, subscribe, chia sẻ cho bọn mình nha. Bổ xong rồi nha anh em ơi. Đây nha anh em ơi. Bổ hơi lạc anh em, quả nó to quá. Để rồi mình sẽ đi ra ngoài giếng rửa để cạo vỏ nha anh em ơi. Cạo hột nha anh em ơi. Thì đang cạo hột nha anh em ơi. Cho nước vào mà cạo. Nhiều hột quá anh em ơi, cả đống hột lắm. Thi đang lạo nha anh em ơi. Anh em ơi, bọn mình đang giã ớt nha. Bọn mình vừa cho ớt và cho tỏi vào rồi nha anh em ơi. Mình đang giã ớt nha. Ngoài trời cứ đang mưa nha anh em ơi. Đang mưa rất là to anh em ơi. Mưa bọn mình vẫn phải làm anh em ơi. Tí bọn mình sẽ không ra được ngoài vườn để cho cảnh nó đẹp nha anh em. Bọn mình sẽ ăn trong nhà. Này nó non này. Bây giờ Thi sẽ rắc muối nha anh em ơi. Ăn trộn nha. Gì hộ thế. Thi đang trộn nha anh em ơi. Nha anh em ơi, Thi sẽ rắc muối nha.
Rắc muối đi. Rắc muối sương sương anh em ơi. Cho tay thấp xuống. Anh em ơi, rắc muối sương sương anh em ơi. Thì đang rắc muối sương sương nha. Cho nhiều nhiều vào, phải như hôm trước lại sung ạ. Nhặn nhặn phèo anh em ạ. Ngoài trời đang mưa nha anh em ơi, tiếng mái tôn này. Rất nhiều nhờ vào những hôm trước mà bọn mình làm clip sung rồi anh em ơi. Nó nhạt mà mình lại phải cho thêm muối. Thì sẽ trộn lên nha anh em ơi. Biết ăn nó có ngon không anh em ạ? Thì đang trộn nha anh em ơi. Rồi mình sẽ cho chanh vào nha anh em ơi. Thì giờ sẽ cắt chanh nha. Rồi bây giờ thì sẽ vắt chanh vào nha anh em ơi. Vắt chanh cũng xương xương anh em ơi. Mình nghĩ hơi nhạt thôi, lên thêm cho thêm ít ít muối nữa anh em. Giờ thì sẽ trộn lên và hoàn thành thì bọn mình sẽ đem lên nhà thưởng thức nha anh nha mẹ. Đang trộn nha anh em ơi. Mưa rồi anh em ơi, mưa rất to luôn. Không biết anh em thấy giọt mưa không, nhưng mà bọn mình thấy rất là to rồi này. Ngoài này đang mưa rồi. Đấy các bạn thấy ngay ngoài trời đang mưa không? Mưa to lắm anh em ơi. Đấy đây này các anh em thấy giọt mưa chưa? Đấy, cột mưa đấy anh em ơi. Giờ thì sẽ trộn tiếp nha anh em ơi. Mưa rất to anh em ơi. Đâu vào tay rồi nha anh em nha. Bây giờ mình sẽ mang đi vào thử thu nha. Đây nha anh em ơi. Đã hoàn thành rồi nha. Hôm nay mình cho hơi ít hơn anh em ạ. Đây nha anh em ơi. Giờ mình sẽ đi thưởng thức nha anh em ơi. Các bạn ơi, giờ mình sẽ thưởng thức nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời cả bạn nha. Ôi trời quá. Giờ mình sẽ ăn nha, thưởng thức. Cũng ngon anh em ơi. Rất ngon anh em ơi. Đây nè anh em. Một miếng sẽ như thế này. Rất ngon anh em ơi. Một cái sợi này nó dài này anh em ơi, nhìn này. Một cái sợi nó dài như thế này. Sợi nó sẽ rất là dài. Mình lạo rất là dài. Ngon không? Rất ngon nha anh em ơi. À anh em nhớ like, subscribe, chia sẻ nha anh em ơi. Ủng hộ cho kênh của mình nha. Nếu mà anh em có tên gì hay thì comment bên dưới mình đổi tên nha. Tên virus nó giống một cái anh cũng làm YouTube nha. Giờ mình sẽ đổi cái tên mới. Nhớ có cái tên nào nhớ comment bên dưới ấy. Mình đổi tên. Bây giờ thì hãy lêu cảm nghĩ khi ăn món này nó như thế nào. Mặn này, chua này, cay này, nói chung là ngon anh em ạ. Ngon, rất ngon anh em ơi.
Mày hãy lêu cả nghĩ xem món này. Cay. Tối. Chua. Ngon à? Ngon. Còn theo mình ạ, thì mình thấy là cái món này nó ăn nó chua chua, mặn mặn. À, có cái vị cái cay của ớt này, tỏi thì nó cũng có mùi thơm thơm của tỏi, ăn rất là ngon anh em ơi, rất ngon, rất hấp dẫn, hấp dẫn đấy anh em ơi, rất ngon nha anh em ơi, một cái miếng này sẽ rất là ngon, như ăn dơm anh em, ăn dơm. Trời đã tạnh mưa anh em ạ. Tạnh ngoài em ơi. Nếu như các bạn có cái ý tưởng nào để bọn mình làm video hay hơn thì các bạn nhớ comment ở bên dưới nha. Cay quá các bạn ơi. Cay quá các bạn ơi. Nếu mà các bạn có ý tưởng gì hay thì hãy comment bên dưới bọn mình sẽ thực hiện nha. Có thử thách gì hay là có cái màn trơn thì nhớ comment bên dưới anh em ơi. Đó, mình sẽ làm các video hay hơn cho anh em nha. Anh em ơi, thì clip của mình đến đây là cũng dài rồi, thì tạm biệt anh em nha. Anh em nhớ sub lại kênh YouTube của mình nha.